Xin chào tất cả các bác, anh các chú ạ. Hôm nay nhà em mới về được ít hàng dây bi trượt tháng máy, em lên video giới thiệu cho tất cả các bác cùng xem. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì alo đặt hàng ủng hộ em nhé. Số điện thoại của em thì em sẽ có ghi sẵn ở dưới phần mô tả của video đây ạ. Hàng Nhật bãi Sóc Long Hợi 0975275636 hoặc số điện thoại 0942453417. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc ạ. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa thì bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi. Trên video em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mẫu hàng. Các bác có nhu cầu mua cái bộ nào thì mình cứ chốt cho em theo mã số như trên video nhé. Để xem được những video mới bên em đăng lên kênh mỗi ngày thì xin mời các bác hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông báo để luôn theo dõi cập nhật được những video mới bên em đăng lên, thì các bác có thể mua được những cái món hàng mà mình đang có nhu cầu cần nhé. Đây ạ, đầu tiên ở đây em có cái bộ số 1 này. Số 1 là cái bộ bản dây có khi là to nhất trong video ngày hôm nay. Đây các bác, cái bộ này các bác sẽ có là 2 dây và 4 bi nha. Kia một bi đằng kia nữa. Đây em sẽ đo kích thước này. Nếu trên video em quay không được rõ được chi tiết, các bác có cần xem lại hình ảnh của mẫu nào thì các bác cứ báo cho em vào trong Zalo, xong em chụp ảnh lại các bác xem nhá. Đây là bộ mẫu số 1 của em này. Một thanh dây nó sẽ có 2 bi nha các bác. Mẫu này của em nó là bản dây 34. Dây rất là to và nặng nha. Ôi nặng quá. Đây ạ, chiều nghiêng của nó này. Chiều nghiêng của nó ở đây là bản nghiêng em đo được là 29 ạ. Kích thước của bi này, mẫu này bản rộng là 10cm. Chiều dài của bi đo được là 13,5cm ạ. Đây phần thanh dây của nó dài nha các bác. Đo thước này, tổng chiều dài. Cái này nó dài 220cm nha các bác. Đấy, một thanh dây dài 220cm. Đây là mẫu số 1 này. Số 1 này các bác sẽ có là 2 dây và 4 bi trượt, trên mỗi một dây sẽ có 2 bi như này. Đây các bác. Cái bộ này là mẫu số 1 có giá là 1.800.000 nha. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 2. Số 2 là một mẫu dây lẻ đây. Mẫu này cũng là cái bản dây to đấy ạ. Đây mẫu này nha các bác. Cái mẫu này to này, cầm lên hơi bị đuối nha các bác. Mẫu này của em nó là bản dây 34. Chiều nghiêng của dây đo được là 29 ạ. Kích thước của bi này, mẫu này bản rộng của bi là 10cm. Chiều dài của bi là 13,5cm ạ. Em đo tổng chiều dài phần thanh dây. Phần thanh dây của mẫu này đo được là 195cm nha các bác. 195cm. Mẫu số 2 gồm một thanh dây, một bi trượt, bản dây 34, có giá là 650.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 3. Số 3 là một thanh dây lẻ nha các bác. Đây mẫu này là một thanh dây lẻ này. Mẫu này thanh dây màu đen nha. Kích thước của mẫu số 3 em đo này. Mẫu này của nó là bản dây 23. Chiều nghiêng phần dây đo được là 18 ạ. Kích thước của bi, mẫu này bản rộng là 47. Chiều dài của bi là 80. Mẫu này tổng chiều dài phần thanh dây này, đây em đo được là 204cm nha các bác. Mẫu số 3 này em đang có một cây gồm một dây và một bi trượt. Dây rất là mới và đẹp nhá. Mẫu này có giá là 420.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 4. Dây số 4 là cái mẫu này. Mẫu này là một thanh dây lẻ nha các bác. Mẫu này cũng là mẫu bản dây to này. Mẫu này bản dây là 34. Chiều nghiêng của dây đo được là 29 ạ. Mẫu này cái phần bi bản rộng là 10cm. Chiều dài đo được là 13,5cm ạ. Chiều dài này, mẫu này chiều dài phần thanh dây của nó được 183cm nha các bác. Đây là cái đầu vết cắt của nó này. Mẫu số 4. Mẫu này các bác sẽ có là một dây và hai bi trượt, có giá là 750.000. Có một đầu ngoài, cái phần nhựa ngoài của nó này các bác, nó đang bị bung ở đây nhá. Đây là mẫu số 4 nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 5. Số 5 là cái cặp bên trên này. Mẫu này gồm 2 dây,
và 8 bi nhá. Trên mỗi một dây thì nó sẽ có là 4 bi trượt. Cái mẫu số 5 này nó là kiểu dạng dạng dây mang cá ấy các bác. Có này bản dây của nó đo được là 23. Chiều nghiêng của nó là 24 nha các bác. Kích thước của bi này, có này bản rộng là 47. Chiều dài của bi đo được là 85. Mẫu này dây cũng khá là dài đây này các bác. Đây các bác đợi một chút để em đây. Nó dài quá nên cái thước để xa nó hơi bị yếu. Con này dây đo được là 216 cm nha các bác. 216 cm này. Bộ này là gồm hai thanh ở cạnh nhau đây nha các bác. Mỗi một dây sẽ có là 4 bi như này. Bộ này là bác nào mà nhiều bi thì mình chốt luôn bộ này. Một cặp gồm 2 cây có giá là 1.300.000. Bác chốt là mẫu số 5 nhá. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 6. Đây số 6 nó ở bên đằng này ạ. Số 6 mẫu này cũng là một cặp này. Mẫu này là dây dài này, mẫu này bản dây là 20. Chiều nghiêng của dây em đo được là mười mấy đây. Nó gần 18 nha các bác. Kích thước của bi này, mẫu này bản rộng của bi là 62. Chiều dài của bi là 75 ạ. Mẫu này dây dài lắm. Đây để em đặt thước từ tổng bên này sang này. Ôi dây dài quá này các bác. Mẫu này là dây dài là 285 cm nha các bác. Mẫu này là mẫu dài nhất trong video. Mẫu số 6. Đang có 2 cây cạnh nhau đây nha các bác. Mẫu này là gồm 2 dây và 4 bi trượt. Có giá là 1.200.000. Đây. Đây là một cây của nó này. Còn đây này 2 cây cạnh nhau đây nhá. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 7. Số 7 là mẫu này. Mẫu này là cái cây dây lẻ này các bác. Mẫu này của em nó là bản dây 23. Chiều nghiêng của nó đo được là 20. Kích thước của bi này, bản rộng là 47. Chiều dài của bi là 90 ạ. Mẫu này dây cũng khá là dài. Bản dây 23 là bản to nha các bác. Đây kích thước của bi này. À kích thước của dây chứ. Mẫu này đo tổng chiều dài của nó này. Ôi các bác đợi một chút nha, nó đang bị tụt mất cái đầu thước rồi. Đây. Chiều dài phần thanh dây đo được là 198 cm. Mẫu số 7 nha các bác. Mẫu này có giá là 420.000 một cây. Tiếp theo là mẫu số 8. Số 8 là gồm một cây này. Cây này có nhiều bi này các bác. Trên một cây này nó có 4 bi luôn nha. Mẫu này của em nó là bản dây 23. Chiều nghiêng của nó đo được là 20. Kích thước của bi này, bản rộng là 47. Chiều dài của bi là 90 ạ. Mẫu này dây dài và trên đây nó sẽ có là 4 bi này các bác. Tổng là 4 bi nhá. Phần thanh dây đo được là 208 cm. Mẫu số 8. Mẫu này là gồm 1 cây và 4 con bi trượt. Đây các bác, 4 con bi nhá. Có giá là 750.000. Còn đây là mẫu số 9. Số 9 mẫu này có 1 cây và 2 bi. Mẫu này cái phần dây ở đây, bản dây em đo được là 23. Chiều nghiêng của dây đo được là 18 ạ. Kích thước của bi này, bản rộng là 47. Chiều dài của bi là 80. Phần thanh dây này em đo tổng chiều dài của nó là được 178 cm. 178 nha các bác. Mẫu này gồm 1 cây, 1 cây dây và 2 con bi trượt. Có giá là 450.000. Hôm nay thì em chỉ có soạn dây dài quay thôi nha các bác. Hiện tại thì kho cũng đang còn cả bản dây ngắn. Nó có bản 20. Dài khoảng gần 1 mét cũng có nha các bác. Giá dây thì chuyến này rất là ok luôn. Nên bác nào mà đang có nhu cầu mình mua dây thì mình alo. Mình báo kích thước xong rồi em sẽ chọn dây cho các bác xem tham khảo nhé. Còn kích thước những cái bộ này thì em báo rõ trên video rồi. Các bác có cần xem lại thì cứ báo em vào trong Zalo, sẽ em sẽ chụp ảnh lại các bác xem nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Các bác xem video được cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau ạ.